Bây giờ là tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh có 268 ca mắc mới, tăng 16 ca mắc mới COVID-19 so với ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 30.627 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 12.412 ca, Bến Lức 6.922 ca, Cần Giuộc 5.590 ca, thành phố Tân An 1.781 ca, Cần Đức 1.711 ca, thị xã Kiến Tường 646 ca, Thủ Thừa 528 ca, Châu Thành 333 ca, Vĩnh Hưng 234 ca, Tân Trụ 125 ca, Tân Thạnh 92 ca, Đức Huệ 81 ca, Thạnh Hóa 80 ca, Tân Hưng 75 ca và Mộc Hóa 17 ca. Với số ca mắc được ghi nhận như trên, thị xã Kiến Tường và huyện Bến Lức tiếp tục nằm trong vùng cam, tức là vùng nguy cơ cao. Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân An là ba địa phương đang ở vùng vàng, tức là vùng nguy cơ. Vùng xanh, tức là ở mức bình thường mới, gồm 10 huyện, đó là Cần Đức, Thủ Thừa, Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Hưng và Mộc Hóa. Về tình hình điều trị, ngày 19 tháng 9 có thêm 767 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 25.246 người. Cùng ngày, toàn tỉnh cũng ghi nhận 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 386 ca. Trong ngày 19 tháng 9, có 6 địa phương không phát sinh ca nhiễm mới, đó là Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Hưng và Mộc Hóa. Về tình hình tiêm chủng, đến nay thì toàn tỉnh đã tiêm được 1.612.093 liều vaccine, trong đó có 1.423.710 người tiêm mũi 1 và 188.383 người tiêm mũi 2. Số người dự kiến tiêm là 1.361.733 người. Để tiếp tục xóa vùng cam, vùng vàng và phủ xanh bản đồ COVID-19 của tỉnh, đề nghị tất cả người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cũng như là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tiếp tục chấp hành nghiêm việc giãn cách và cũng đừng quên thực hiện tốt thông điệp 5T của Bộ Y tế. Đó là tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thầy thuốc đến tận gia, test COVID tất cả và tiêm chủng tại phường xã để cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh. 5T, pháo đài chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Quý vị vừa theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại!